Xin chào quý bà con của các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho quý bà con và các bạn biết cách tiêm phúc xoang cho con lợn. Và ngay bây giờ, xin mời quý bà con cùng các bạn hãy theo dõi video sau. Xin chào các bạn. Nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái phương pháp tiêm gọi là tiêm phúc xoang ở cho lợn mà khi bị mắc cái bệnh E. coli tiêu chảy hoặc những cái bệnh do rối loạn tiêu hóa. Đây là cái phương pháp rất dễ mà anh chị và các bạn có thể theo dõi và xem. Đây, chúng ta xác định đây là một con lợn này, lợn cái các bạn nhé. Thì cái vị trí là hai cái núm vú đầu tiên này. Đây, cái núm vú thứ nhất, núm vú thứ hai. Anh đứng kia xem. Hai bên. Thế thì đây là cái vị trí mà chúng ta xác định sẽ phải tiêm. Đứng ngoài kia. Vâng, xin mời chị, mời chị đứng vào đây để xem. Đây chị. Xác định đây là núm vú ở trên cùng, đây là núm vú thứ hai. Thì cái vị trí của lợn cái nó sẽ tiêm vào giữa đây. Và tôi sẽ thực hiện tiêm luôn. Đó, thế là xong các bạn nhé, thế là xong. Và anh cho vào đi. Và con tiếp theo, anh sẽ chọn cho một cái con lợn đực. Con lợn đực thì tốt. Đây, hình như con này. Con này, anh bắt luôn đi. Đấy, con lợn đực. Tốn tốn luôn đi anh ơi. Được rồi, anh cứ bắt lên. Được rồi, anh bắt lên. Vâng. Thì, các bạn cứ tiếp tục theo dõi video tôi đang hướng dẫn về cái phương pháp tiêm phúc xoang. Thì đây đối với con lợn đực. Đây các bạn xem, đó là con lợn đực thì nó sẽ có cái đường, đây là đường dương vật. Đây. Thì nó khác với con lợn cái thì chúng ta sẽ phải tiêm chếch sang phía hai bên. Đây là cái vị trí tiêm của con lợn đực là phía hai bên. Hai bên, núm vú thứ nhất thứ hai tiêm ở giữa này. Và bây giờ tôi sẽ thực hành tiêm luôn cho các bạn xem. Đây là cái vị trí. Đó, rất đơn giản đúng không ạ? Đấy, vừa rồi tôi đã hướng dẫn xong cho các bạn là cái cách tiêm lợn con mà bị tiêu chảy dùng tiêm phúc xoang. Thì đây là một cái vấn đề cho các bạn chăn nuôi mà quan tâm, thì vấn đề này rất dễ thực hiện mà nó không để lại cái bị sưng tấy hay cái gì. Và đặc biệt là đây cũng là cái vị trí có thể tiếp nước, truyền nước cho con lợn mà bị tiêu chảy nặng. Cảm ơn quý bà con và các bạn đã theo dõi cái video ngày hôm nay. Và quý bà con và các bạn hãy đừng quên đăng ký vào kênh của tôi để tôi tiếp tục chia sẻ cái kiến thức chăn nuôi và thú y cho quý bà con và các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.